Xin chào các bạn đến với nhà đẹp CanCX. Ngày hôm nay xin giới thiệu với các bạn một mẫu nhà cấp 4 rất là đẹp, mang dáng vẻ, phong cách hiện đại, trẻ trung. Nếu bạn là người đầu tiên đến với nhà đẹp CanCX thì hãy đăng ký và nhấn vào chuông thông báo để cập nhật những mẫu nhà đẹp tiếp theo được up lên kênh hàng ngày. Cảm ơn các bạn. Và hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một mẫu nhà cấp 4 rất là sang trọng, rất là đẹp, đang được nhiều người rất là yêu thích. Thì đây là góc nhìn phía trước của công trình. Nhìn vào phía trước của công trình, ta có thể thấy là một ngôi nhà được sơn màu trắng, thể hiện phong cách hiện đại, trẻ trung, năng động. Ở góc nhìn này, chúng ta có thể thấy là hệ mái được xếp chồng lên nhau, gồm có 3 hệ mái ở phía trước, một hệ mái chạy dọc ở phía sau, được xếp chồng lên nhau, tạo nên điểm nhấn cho công trình. Và trên hệ mái là kết hợp các ô trang trí rất là đẹp, rất là cầu kỳ, xếp đều lên nhau, tạo nên điểm nhấn cho công trình. Bên cạnh đó là các đường chỉ dày so với ở dưới tường. Ở màng tường phía trước, ta có thể thấy là các đường chỉ nó rộng hơn so với là phía trên mái này. Đấy, ta có thể thấy, tôi zoom lại cho các bạn xem. Ở mặt phía bên trái này, ta có thể thấy là hệ đường chỉ chạy thẳng từ trên xuống dưới, vát cảnh ngay cửa sổ, bao quanh cửa sổ và đi lên phía phần mái. Và những đường chỉ này tạo cho công trình sự khỏe khoắn. Ở phía trên này, ta dùng gạch inox ở trên cửa sổ và dưới cửa sổ đều như vậy. Toàn bộ công trình được sơn màu trắng, rất là thanh lịch. Ở phía chân tường này, ta ốp gạch tự nhiên màu đen để tạo điểm nhấn cho công trình, kết hợp với đường chỉ ngang sọc. Ở phía chân móng này, chúng ta cũng ốp đá, dán đá tự nhiên ở phía bên trái và phía bên phải của công trình. Mặt trước, ta làm các bồn hoa để trang trí cho ngôi nhà trở nên đẹp hơn. Bậc đi lên sảnh chính là 5 bậc. Bước vào cửa chính thì ở phần cửa chính này, ta làm một hệ xeno đua ra để bảo vệ cánh cửa. Và phía hai bên là cột vát để tạo điểm nhấn. Đấy, các bạn có thể thấy. Ở phía bên phải này, ta sẽ làm một cái mái con rất là đẹp. Mái này cũng tạo nên sự đồng điệu giữa công trình, giữa mái to và mái nhỏ này. Nhìn vào tổng thể của công trình, ta có thể thấy là hài hòa về màu sắc và các điểm nhấn của công trình được tô đậm lên rất là đẹp mắt. Về chất liệu của cửa, cửa chính ta làm hệ gỗ pano đặc và trên này sẽ có là ô thoáng bằng kính. Về cửa sổ, chúng ta sẽ làm hệ nhôm sơn màu đen để tạo nên điểm nhấn cho công trình. Về kết cấu, ta sẽ nói về hệ mái trước. Thì hệ mái này chúng ta sẽ làm vì kèo, lợp ngói và bắn vít. Thì đây là phương án rất là tối ưu nhất dành cho các gia chủ có điều kiện với chi phí vừa phải, có thể sử dụng phương án này. Còn với gia chủ có điều kiện hơn thì chúng ta có thể làm phương án là đổ bê tông mái vát toàn bộ công trình để tạo nên sự chắc chắn cho công trình và bền vững lâu dài. Thì ta sẽ làm cái phương án này. Phương án lợp vì kèo này có đơn giá rơi vào khoảng 550.000 trên 1m2, bao gồm cả vật tư và nhân công. Bước đầu tiên, chúng ta sẽ làm kèo lên và lợp ngói và bắn vít. Như vậy chúng ta sẽ xong cái hệ mái. Ở hệ tường và hệ cột, chúng ta sẽ làm cột bê tông và xây tường lên. Ở phần móng, với những địa hình đất tốt, chúng ta có thể làm móng đơn. Với những địa hình yếu hơn, chúng ta có thể làm móng băng để tạo nên sự chắc chắn cho công trình. Với những địa hình mà đầm lầy, có nhiều nước thì chúng ta sẽ phải làm móng băng kết hợp với ép cọc. Bây giờ chúng ta sẽ xem qua một số góc nhìn của công trình. Đây là góc trực diện của công trình. Đây là góc nhìn từ xa của công trình. Một công trình rất là hài hòa về màu sắc, công năng. Đây là góc nhìn phía bên trái của công trình. Một công trình rất là đẹp, phải không các bạn? Phía bên này, chúng ta cũng làm các cái đường chỉ để tiết kiệm công. Thì đây là một mẫu nhà rất là đẹp. Nếu các bạn có ý định làm nhà mà theo cái mẫu này thì hãy liên hệ với 2X để được tư vấn và thiết kế.
thì hồ sơ thiết kế nó rất quan trọng, giúp cho tổ đội thi công là nắm rõ các cái định mức của công việc cần nắm và tiết kiệm được thời gian thi công. Đấy, đó là giúp cho tổ đội thi công rất là dễ dàng trong việc thi công, rút ngắn thời gian thi công đấy. Về phía chủ nhà, chúng ta có thể tiết kiệm được chi phí phát sinh không cần thiết. Cái thứ hai là chúng ta có thể nghiệm thu được công trình rất là dễ dàng. Thứ ba là bảo trì bảo hành sau này cũng là một việc rất là dễ dàng. Chúng ta chỉ cần việc áp theo cái hồ sơ bản vẽ như vậy và chúng ta giao cho tổ đội thi công. Đấy, đó là một cái việc rất an tâm cho chủ nhà. Sau khi xem qua các góc nhìn của công trình, bây giờ chúng ta sẽ đi vào module của công trình. Thì đây là module của công trình được viết bằng phần mềm Revit. Các bạn có thể thấy, bây giờ ta sẽ xoay một vòng này. Bây giờ ta sẽ vào mặt bằng công năng của công trình. Thì đây là mặt bằng của công trình. Công trình có diện tích như sau. Chiều ngang của công trình là 13m. Bước vào 5 bậc, chúng ta sẽ lên sảnh chính. Và đi vào đó là phòng khách. Phòng khách diện tích là 30m2 các bạn nhé. Rồi đi về phía bên trái của công trình này, ta sẽ là đi vào phòng ngủ thứ nhất, có diện tích gần 18m2. Đây, ta sẽ bố trí giường ngủ ở đây, phòng học tập ở đây, đây TV đây, tủ đồ ở đây. Rồi đi về phía sau của công trình là phòng thờ. Đây, ta sẽ bố trí phòng thờ ở đây. Và ở đây ta sẽ thêm một cái vách ngăn ở đây, vách ngăn bằng lam gỗ. Đây, đấy. Rồi đi về phía bên trái sẽ là phòng ngủ thứ hai với diện tích là 16,54m2. Ta sẽ đặt một cái giường ở đây. Đây, cái này là tủ TV và tủ đồ phía bên này. Đây là phòng ngủ lớn. Đây, có nhà vệ sinh khép kín trong này. Đấy. Đi về phía bên phải này sẽ là phòng ngủ thứ ba. Đây, chúng ta đặt giường ngủ đây. Phòng học tập ở đây. Đấy. Phía bên trước là ô cửa sổ để lấy ánh sáng cho phòng. Đấy, đi về phía sau sẽ là phòng ăn và bếp. Ta sẽ đặt bàn bếp ở hướng này. Đấy, bàn ăn ở đây. Và đây là ô cửa để lấy ánh sáng cho bếp. Ở phía bên này ta sẽ làm một cửa phụ để khi mà mua thức ăn về, chúng ta sẽ đi về lối này và đi vào phía này, không phải đi qua sảnh chính và phòng khách. Đấy, chúng ta có thể đi qua lối này. Và phía bên này sẽ là một cái vệ sinh chung. Đấy, có diện tích rất rộng, 6m2. Ta sẽ đặt bồn cầu ở đây. Trong này là vách kính và phòng tắm đứng. Đấy, rất trường quan. Thì vừa rồi các bạn vừa xem qua mặt bằng. Nếu các bạn không hiểu 2D cái mặt bằng này thì xây dựng 2X đã có công nghệ 3D áp dụng cho các bạn xem trực quan, rất là dễ hiểu. Ta sẽ quay lại cái mô đồ của công trình. Bây giờ 2X sẽ cắt công trình cho các bạn xem. Thì đây là mô hình của công trình dưới dạng 3D, rất là trực quan, rất là dễ hiểu đây. Đi vào 5 bậc, ta có phòng khách ở đây. Ta sẽ đặt một bàn uống nước đây và TV phía bên này. Đấy. Tôi sẽ zoom lại cho các bạn xem. Đấy. Phòng thờ đây. Ta sẽ bố trí một vách ngăn ở đây. Đấy, để đi vào phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ có vệ sinh chung. Đấy. Với công nghệ này thì các bạn rất là dễ hình dung là ngôi nhà của mình không gian được bố trí như thế nào. Rất là dễ hiểu luôn. Phòng ngủ thứ ba đây. Đấy. Đấy, quay mọi góc 360 độ cho các bạn xem. Đấy. Đó là bàn làm việc. Phòng bếp ở đây. Cửa sổ đây. Vách tắm ở đây, vách tắm đứng đây. Đấy. Với công nghệ này rất trực quan, rất là dễ hiểu. Như vậy, tôi vừa giới thiệu với các bạn một mẫu nhà cấp 4 rất là đẹp, rất là bắt mắt.
Nếu các bạn có nhu cầu thiết kế thì hãy liên hệ ngay với 2X qua số điện thoại 0901367734 trên màn hình, hoặc kết bạn Zalo để được hướng dẫn và giải đáp chi tiết về những mẫu nhà. Cảm ơn các bạn đã xem clip của nhà đẹp CanCX. Hãy đăng ký và nhấn vào chuông thông báo để cập nhật những mẫu nhà đẹp tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, mạnh khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.